lão ấy, chụp ảnh hay là quay bật đèn flash lên nó hay nó lại bị lóa, không nhìn thấy cái độ sâu của ốc thật, nhưng mà cái nét hoàn thiện của nó thì cực kỳ kỹ luôn, nét hoàn thiện của nó thì cực kỳ kỹ luôn. Bóng loáng. Đây, từ cái này mở ra mở là trơn nhũn, tất cả đều rất là cánh mộng mẹ đóng ra đóng vào kít kít luôn. Chất gỗ đẹp. Đứng như xa xa nhìn vào tôi thấy là thấy ốc này mới là được đấy, đúng nhìn đúng tầm này thì ta mới thấy được ốc của nó là xuất sắc. Đúng nhìn tầm này ốc đẹp thật. Đấy, nhìn ốc đứng tầm này nhìn ốc mới thấy là ốc của nó đẳng cấp hoàn thiện. Hoàn thiện thì rất kỹ. Rơi thọ. Đấy, rơi thọ, con này là rơi thọ. Hoàn thiện rất kỹ luôn.